Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Dân quốc Bắt đầu ngộ tính nghịch thiên, khống chế Bắc Dương, viên khắc định xuyên Việt đến thời không song song trở thành con trai lớn của viên đại đầu, bắt đầu liền đạt được hệ thống ngộ tính nghịch thiên. Hắn bức bách thanh đế thoái vị để viên đại đầu lên làm đại tổng thống, kiên quyết không cho viên đại đầu xưng đế, ra sức phát triển nhà máy quân sự. Từ, mau sơ súng trường, kết cấu bên trong, lĩnh ngộ được M1 ga răng bán tự động súng trường. Từ Krupp 75mm pháo núi, lĩnh ngộ được 56 thước súng tiểu liên, RPG bệ phóng tên lửa cùng 107 bệ phóng tên lửa. F-14 heo các máy bay chiến đấu, tầm xa hỏa tiễn, T-72 xe tăng. Dưới ngộ tính nghịch thiên của viên khắc định, chế tạo tập đoàn quân tinh nhuệ cường đại nhất. Sau khi viên đại đầu chết, viên khắc định hoàn toàn khống chế toàn bộ Bắc Dương tiêu diệt tiểu quỷ tử, đánh bại liệt cường xưng bá thế giới. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. 001, viên đại đầu đại nhi tử, bắt đầu ngộ tính nghịch thiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 002, viên đại đầu nhiễm trùng tiểu đường, viên khắc định giành binh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 003, nhận được viên đại đầu tín nhiệm, sáng tạo một chi mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng rồi, phía Nam cũng phái người liên lạc với ta, muốn cho ta áp dụng hành động cùng bọn họ bảo trì nhất trí, tiểu tử ngươi tốt xấu gì cũng đọc qua nhiều năm như vậy sách, ngươi cho ta tham tường tham tường. Viên đại đầu đột nhiên nhìn viên khắc định hỏi viên khắc định trong nháy mắt trầm tư dựa theo trí nhớ cùng lý giải của hắn lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất một khi vô ý đầy bàn đều thua cuộc khởi nghĩa ở phía nam chỉ vừa mới bắt đầu còn chưa hoàn toàn khởi thế càng chưa nói tới có thể thổi quét cả nước tuy rằng cuối cùng bọn họ đích thật là thành công nhưng đối với viên khắc định mà nói hiện tại viên đại đầu vẫn không thể tỏ thái độ càng không thể xuất đầu lộ diện phụ thân phía nam pháo đảng đây là muốn hướng ngài mượn thế, nếu là ngài cũng cờ xí rõ ràng tỏ thái độ, bọn họ nhất định sẽ như hổ thêm cánh, nhưng là cuối cùng người xấu này chính là ngài tới đương, bọn họ chẳng qua là lợi dụng ngài tới lật đổ thanh đế, bức bách hắn thoái vị. Viên khắc sau khi nghĩ rõ ràng, nói thẳng. Viên đại đầu trong nháy mắt hướng về phía viên khắc định, không nghĩ tới con trai mình cư nhiên có thể nhìn thấy điểm ấy, điều này làm cho lão viên rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng nói tiếp đi. Hiện tại ta cảm thấy phụ thân có thể mọi việc đều thuận lợi, tóm lại không tỏ thái độ, không hành động, chờ đợi cơ hội tốt nhất, dù sao trong tay ngài có binh có thương, bất kể là phía nam pháo đảng cũng tốt, vẫn là thanh đế cũng được, cũng không dám bức bách ngài, lại càng không dám đối với chúng ta xuống tay, chúng ta sao không cách bờ quan hỏa, thì cơ mà ra. Sau khi viên khắc định nói xong, viên đại đầu đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, hay cho một cái bàn quan, thì cơ mà ra, tiểu tử ngươi rất được lão tử chân truyền, ngươi cùng ta nghĩ cùng một chỗ, năm đó tại tiểu trạm luyện binh thời điểm, ta vẫn như thế làm việc, lúc này mới từng bước có hiện tại hết thảy. Viên đại đầu thật cao hứng, nhi tử của mình thành thục. Viên khắc định đối với viên đại đầu khẳng định cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, ngược lại hắn đang chuẩn bị mở miệng như thế nào để cho viên đại đầu đáp ứng mình chấp chưởng binh quyền. Chính mình cái này tiện nghi lão cha nất trắm là chuyện sớm muộn, bệnh tình của hắn ai cũng cứu không được càng không có biện pháp gì hiện tại trong lòng viên khắc định có chút vội vàng bởi vì hắn muốn thừa dịp viên đại đầu chết trước khi phát triển ít nhất phải tay cầm binh quyền lúc này mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng trong quân bắc dương nếu hắn không có binh không có quyền kết cục cuối cùng chính là bị thủ hạ của viên đại đầu xa lánh ra ngoài chỉ là danh hiệu một đại thiếu gia không có tác dụng rắm mấy quân phiệt trong quân Bắc Dương cũng là lão hồ ly nhìn chằm chằm. Viên đại đầu còn sống còn có thể áp chế bọn họ, một khi hắn chết, nhất định sẽ hình thành phân liệt đấu đá lẫn nhau. Phụ thân, mấy ngày nay ta một mực suy nghĩ một việc, hôm nay dứt khoát cùng phụ thân nói một chút. Viên khắc định không nhanh không chậm nói. Thư dịp hiện tại viên đại đầu rất hài lòng với mình, vừa vặn đưa ra ý nghĩ này. Nói đi, chuyện gì? Phụ thân, ta muốn tiến vào quân doanh viên đại đầu vừa nghe nhất thời nhướng mày ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm viên khắc định không ngừng đánh giá ngươi muốn đi doanh trại vâng phụ thân ta muốn đi quân doanh nói thật ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật lâu viên gia chúng ta có thể dựa vào cùng đặt chân hạch tâm căn bản chính là binh quyền ta vốn muốn đi làm điểm khác phụ trợ phụ thân nhưng là cuối cùng ta nghĩ chỉ có binh quyền vững vàng nắm giữ ở trong tay chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu đã hạ quyết tâm, viên khắc định cũng không có che giấu, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, chính là muốn binh quyền. Cùng phụ thân mình cũng không cần phải hư đầu ba não. Dù sao hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình muốn binh quyền liền trực tiếp lạnh nhạt chính mình, tốt xấu gì chính mình cũng là đích trưởng tử. Hiện giờ các đệ đệ mùi mùi còn quá nhỏ, không đủ giữ thể diện cho viên gia nhưng là ngươi phải biết rằng hiện tại bắc dương quân binh quyền cũng không phải hoàn toàn ở trong tay ta ngươi mấy cái thúc thúc bá bá bọn họ binh quyền sẽ không nhường cho ngươi ngươi nếu là thật đi binh doanh ta xem ngươi tám phần sẽ mất mặt xấu hổ viên đại đầu tức giận nói phụ thân hiện mắt cùng lộ mặt chỉ kém một bước chưa từng thử qua ai có thể cam đoan là hiện mắt hay là lộ mặt đây hơn nữa ta có phần này tự tin viên khắc định ngữ khí có chút kiên định nói mà viên đại đầu dần dần thu hồi sự lười nhác của mình, cả người cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi thật sự muốn đi quân doanh? Không sai, nếu là ta cũng có thể nắm giữ một bộ phận binh quyền, hơn nữa phụ thân binh lực, chúng ta phụ tử hai người tự nhiên là có được ưu thế tuyệt đối, nhưng là ta nếu không làm được binh quyền, cũng không có ảnh hưởng gì, tối đa chính là duy trì hiện tại loại tình huống này mà thôi, ta cảm thấy có thể thử một lần, xem như để cho ta rèn luyện rèn luyện sau khi viên khắc định nói xong viên đại đầu đứng lên đi tới trên mặt đất đối với sự kiên trì của viên khắc định hắn hiện tại cũng có chút rối rắm kỳ thật coi như là ta cho ngươi một ít binh quyền cũng không có gì quan trọng bất quá ngươi cũng biết binh quyền ý vị như thế nào ngươi nếu là không nắm chắc rất có thể để cho ta bị động thất thế mặt khác ngươi nếu là muốn từ trong tay người khác lấy đi binh quyền chỉ sợ sẽ dẫn phát bọn họ bất mãn phụ thân những thứ này ta đều biết cho nên ta nghĩ trước tiên tiến vào binh doanh. Nếu là có cơ hội, tự nhiên là muốn từ trong tay người khác đoạt một ít binh quyền lại đây. Nhưng nếu là không có cơ hội, xin phụ thân trao quyền để cho chính ta thành lập một chi đội ngũ. Như vậy ta có thể hoàn toàn bồi dưỡng một chi trung thành với phụ thân thế lực. Sau khi viên khắc định nói xong, trong mắt viên đại đầu hiện lên một đạo tinh quang. Tốt, tiểu tử ngươi chủ ý đã định, lão tử cho ngươi cơ hội, bất quá nói rõ ràng ngươi không được đem bắt dương quân làm cho chướng khí mù mịt càng không thể bởi vì ngươi làm cho bọn họ phản loạn hiện tại chính là thời điểm mấu chốt ngươi hiểu không viên đại đầu nghiêm khắc nói phụ thân yên tâm ta biết được trong đó lợi hại quan hệ tuyệt sẽ không hủy phụ thân cả đời cố gắng ha ha cũng chính là tiểu tử ngươi mở miệng đổi lại là người khác ta quả quyết sẽ không đồng ý được rồi ta đáp ứng ta đợi lát nữa phái người đi thông tri một tiếng tiểu tử ngươi có thể đi quân doanh, chính ngươi nghĩ biện pháp đi chiêu binh mãi mã đi, ta sẽ không cho ngươi một lượng bạc, có bản lĩnh ngươi liền kéo lên một chi binh mã, không có bản lĩnh liền trở về. Viên đại đầu khoát tay áo nói. Viên khắc định vừa nghe, nhất thời cười khổ. Không trả tiền làm sao chiêu binh. Bất quá hắn cũng hiểu được chỗ khó xử của viên đại đầu. Nếu hắn thật sự đại lực ủng hộ, trả tiền cho súng để cho mình mở rộng đội ngũ, chỉ sợ bắt dương quân cái khác quân phiệt nên cảnh giác bọn họ sẽ cho rằng viên đại đầu muốn nhân cơ hội chèn ép bọn họ chỉ có để cho viên khắc định dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới không dẫn phát phiền toái đến lúc đó nếu thật sự thành công chỉ sợ bọn họ còn bội phục viên khắc định đến cực điểm đến lúc đó chính mình một khi kéo lên một chi đội ngũ không riêng gì có chính mình đích hệ quân đội còn ở trong đám người này bày ra thực lực thành lập uy tín nhất cử lưỡng tiện bất quá chính là độ khó có thể có chút lớn. Đa tạ phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Viên khắc định trong tự tin có thêm một chút mong đợi, hệ thống nơi tay, lo gì đại sự không thành. 004, tạo ra M1 ga răng súng trường, chấn kinh viên lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 005, viên khắc định xây quân kế hoạch, cất bước chính là bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 006, từ bảo định trường quân đội muốn người, viên khắc nhất định phải chỉ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại thiếu, thứ người muốn ở chỗ này. Vương Thế Chân nói xong chỉ chỉ linh kiện súng ống chồng chất bên cạnh. Đây là những khẩu súng đã được sử dụng trong nhiều năm. Không còn giá trị gì nữa bất quá giữ lại tốt xấu gì cũng có thể cung cấp một ít linh kiện sửa chữa sử dụng ừ cho ta mượn dụng cụ sửa chữa súng ống của các ngươi viên khắc định nói xong liền đem một ít linh kiện tìm ra bắt đầu ghép lại đại thiếu đây là muốn làm gì chuẩn bị đem đóng phế liệu này sửa xong vương thế chân không khỏi gãi đầu viên khắc định rất nhanh liền dựa theo trong đầu thu được m một ga răng súng trường bản vẽ cùng kỹ thuật bắt đầu lục lọi bất quá khó khăn vẫn là rất lớn, ít nhất không có dây chuyền sản xuất cùng máy tiện, hắn hoàn toàn dựa vào chính mình thủ công đến lăn qua lăn lại. Các ngươi đều đi ra ngoài làm việc đi, không cần lo cho ta. Qua một giờ sau, viên khắc định không chỉ không nổi giận, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Vương Thế Chân bất đắc dĩ gật đầu, dù sao để cho hắn đứng ở chỗ này cùng viên khắc định, cũng thật sự là nhàm chán. Ngươi ở lại chỗ này chiếu cố đại thiếu gia đi, ta vào trong quân nhìn xem. Sau khi dặn dò Nhị Hổ một câu, Vương Thế Chân rời khỏi nơi này. Qua suốt nửa ngày, Nhị Hổ cũng đã dựa vào cửa ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được Viên Khắc Định cười to một tiếng. "Đại thiếu, Hổ tử, đi gọi Vương Thế Chân tới đây." Biết được tin tức Vương Thế Chân vừa mới chạy tới, liền thấy trong tay Viên Khắc Định cư nhiên cầm một khẩu súng trường, hơn nữa còn là một khẩu súng trường có chút kỳ quái. "Đại thiếu, cái này vương thúc ngươi nhìn xem đây là ta vừa rồi trải qua một phen nghiên cứu sau cải tạo súng trường viên khắc định nói xong đưa súng cho vương thế chân vương thế thật đơn giản nhìn một phen hoàn toàn có chút khiếp sợ cây súng trong tay này hoàn toàn khác với súng trường bọn họ đang sử dụng không biết tốt hơn bao nhiêu lần kỳ thật đây chỉ là viên khắc định căn cứ vào điều kiện hiện tại dựa theo súng trường gia lan đức cải tạo mà thành nó không hoàn toàn phù hợp với các thông số kỹ thuật của súng trường ga răng vương thúc hiện tại điều kiện có hạn ta cũng chỉ có thể ở vốn có trên cơ sở đơn giản cải tạo một phen kỳ thật cây súng này bộ dáng chân chính càng thêm xinh đẹp tính năng cũng càng thêm tốt đẹp vương thế chân sau khi nghe xong có chút trợn tròn mắt hắn không biết viên khắc định làm sao có thể tinh thông kỹ thuật súng ống như thế đại thiếu gia xem ra ngươi lúc trước đi du học đích thật là có bản lĩnh đại soái nếu biết đoán chừng rất vui mừng a à. vương thế chân cảm khái nói vương thúc thương ngươi cũng thấy được muốn chân chính chế tạo kỹ thuật đạt tiêu chuẩn loại này súng ống chúng ta cần xưởng công binh chuyện này ngươi có biện pháp hay không viên khắc định hỏi trải qua nửa ngày lăn qua lăn lại viên khắc định biết chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu chế tạo thủ công căn bản không được muốn sản xuất hàng loạt súng trường ga răng ít nhất cần một dây chuyền sản xuất Đại thiếu, chuyện này ta bất lực, bất quá ta nghĩ đại soái khẳng định có biện pháp." Vương Thế Chân nhắc nhở Viên Khắc Định một câu. "Phụ thân." "Bất quá phụ thân hình như không có ý định trợ giúp ta, hoàn toàn để cho ta tự mình phát triển a." À? "Ha ha, ta đại thiếu a, à? ngươi thật đúng là người trong cuộc đã mê, đại soái sợ dĩ nói như vậy, đơn giản chính là lo lắng ngươi năng lực không đủ, cho nên mới không có hoàn toàn để ý." nhưng là hiện tại ngươi nếu như đem chi này súng trường cầm cho đại soái hắn phỏng chừng trong lòng đã sớm vui mừng nở hoa ngươi đưa ra yêu cầu hắn cũng sẽ toàn bộ đáp ứng sau khi vương thế chân nói xong viên khắc định nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy viên đại đầu sở dĩ ngay từ đầu không muốn cho mình quá nhiều trợ giúp không phải là lo lắng mình lăn qua lăn lại lãng phí tài nguyên cùng tiền tài nhưng hiện tại nếu mình biểu hiện ra năng lực cùng thực lực hắn chỉ sợ sẽ tận hết sức lực cung cấp trợ giúp đây chính là đại chuyện tốt phần mộ tổ tiên viên gia bốc khói xanh a à. vương thúc thật đúng là một câu đánh thức người trong mộng được ta sau đó liền đi tìm phụ thân mặt khác về chuyện này ta không muốn người khác biết viên khắc định nói đại thiếu yên tâm điểm ấy ta hiểu sau đó viên khắc định ở doanh địa của vương thế chân nghiêm túc quan sát một phen trong đó một ít chuyện dẫn binh huấn luyện hắn cũng có hiểu biết đại thiếu ngươi muốn thành lập đội ngũ ta việc khác không giúp được, đã cho ngươi chọn lựa 30 cái hảo thủ. Từ nay về sau bọn họ liền đi theo ngươi, làm ngươi chi đội ngũ này thành viên tổ chức. Vương Thế thật đúng là rất để tâm đến chuyện của Viên Khắc Định. Hắn từ trong trấn thứ sáu của mình chọn lựa một ít hậu cần, huấn luyện các phương diện tinh nhuệ. Vương Thúc thật đúng là mưa đúng lúc a, à, có bọn họ gia nhập, ta chi đội ngũ này có thể có cơ sở. Viên Khắc Định vừa cười vừa nói ba mươi người trước mắt này thoạt nhìn chính là hảo thủ trong quân rất giỏi đúng rồi đại thiếu ngươi chuẩn bị mời chào bao nhiêu người vương thế chân có chút tò mò hỏi lấy một thị trấn làm cơ sở đi viên khắc định bình tĩnh nói binh lực một trấn tương đương với một sư đoàn kém không nhiều lắm là đủ rồi một thị trấn cái này làm vương thế chân hoảng sợ phải biết rằng viên đại đầu dốc sức làm nhiều năm cũng mới nắm giữ binh mã lục trấn viên khắc định lại muốn chuẩn bị một trấn hơn một vạn người, điều này thật sự là có chút làm cho người ta khiếp sợ. Hổ phụ không khuyển tử, đại thiếu thật đúng là để cho ta mở mắt. Vương Thế Chân cảm khái một tiếng. Hiện nay viên khắc định cũng nuôi không nổi quá nhiều người, hơn nữa hắn chuẩn bị đi con đường tinh binh, cho nên tạm định trước mở rộng hơn một vạn người rồi nói sau. Dưới sự trợ giúp của Vương Thế Chân, hắn hiện tại cũng có hơn 30 thủ hạ, mặt khác Vương Thế Chân đem khoảng đất trống phía Tây Trấn thứ sáu cho Viên Khắc Định, làm đại bản doanh mở rộng binh lực của hắn. Viên Khắc Định nhìn đám người nhị hổ đang dựng doanh địa, tự mình ngồi ở một bên trầm tư. Đội ngũ này phải hoàn toàn nằm trong tay hắn, cho nên nhất định không thể sử dụng quá nhiều binh lực người khác cho. Hơn nữa một ít quan quân càng là không thể mượn bắt dương lục trấn người, lòng người cách bụng, ai cũng không cách nào đoán trước lai lịch cùng thân phận của bọn họ nên đi tìm một ít nhân tại bối cảnh sạch sẽ năng lực xuất chúng viên khắc định nói thầm một tiếng trong đầu trong nháy mắt hiện lên ba người ba người này tại toàn bộ bắc dương quân phiệt hỗn chiến cùng dân quốc thời kỳ đều là đại danh đỉnh đỉnh hiện tại bọn họ hẳn là còn không có khởi thế đang ở vào vừa mới khởi bước giai đoạn nếu là trực tiếp thu vào chính mình dưới trướng chẳng phải là như hổ thêm cánh hổ lại đây viên khắc sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức gọi hổ tử tới ta giao cho ngươi một nhiệm vụ ngươi lập tức phái người hỏi thăm viên khắc định sau đó ở bên tai nhị hổ nói hai câu đại thiếu yên tâm tôi lập tức đi làm nhị hổ vội vàng gật đầu hắn biết viên khắc định đối với chuyện này rất coi trọng tự nhiên là không dám lười biếng đợi đến sau khi hổ tử rời đi viên khắc định chuẩn bị lại đi tìm vương thế chân một chuyến để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm tình huống mấy trường quân đội cùng giảng võ đường. Viên khắc định chuẩn bị từ những địa phương này chọn lựa một nhóm quan quân cơ sở phong phú đến trong đội ngũ của mình. Tuy rằng hiện tại hắn không có binh mã, nhưng khung cơ bản cùng quan quân phải giải quyết trước. 007, hợp nhất lưu dân sắp xếp mới một quân, điên cuồng tạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chú Vương, chú đây là. Viên khắc định vừa mới đi tới chỗ Vương Thế Chân, liền thấy hắn vội vã đi ra. Đại thiếu, ngươi cần cái gì để bọn họ chuẩn bị cho ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến." Vương Thế Chân nói xong, viên khắc định nhìn hắn có chút sốt ruột, nhất thời nghi hoặc khó hiểu. "Chú Vương, chú đi đâu vậy?" "Ai, đừng nói nữa, vừa rồi nhận được tin tức, ở ngoài thành chúng ta mười dặm chỗ phát hiện một cổ lưu dân, nhân số còn không ít, ta sợ bọn họ gây ra phiền toái, đang muốn đi xem." Vương Thế Chân nói xong muốn rời đi. Hiện giờ triều đình nhà Thanh lung lay sắp đổ, các nơi khởi nghĩa nhau nhau, thời đại liệt cường lại nhìn chầm chầm, lưu dân tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Mặt khác lưu dân phần lớn đều là cùng đường, bọn họ một khi không có cách nào duy trì kế sinh nhai, sẽ làm ra hành động gì ai cũng không dám cam đoan. Cho nên thường thường gặp phải lưu dân thời điểm, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là đề phòng xua tan. Chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi này, phiền toái tự nhiên là thuộc về người khác lưu dân hai mắt viên khắc định lập tức sáng ngời người khác nghe nói lưu dân biến sắc nhưng trong mắt viên khắc định lại tỏa sáng vương thúc chờ một lát viên khắc định vội vàng gọi vương thế chân lại vương thúc đám lưu dân này giao cho ta đi vương thế chân nghe xong nhất thời trong mắt có chút nghi hoặc đại thiếu ngươi không phải là chuẩn bị hợp nhất đám lưu dân này chứ không sai ta chính là có ý này đại thiếu tuyệt đối không thể ngươi muốn nhanh chóng mở rộng binh lực một chuyện ta có thể lý giải nhưng là ngươi phải biết lưu dân không tốt tương tác huống chi đám này lưu dân không biết từ nơi nào tụ tập ngư long hỗn tạp không yên tâm a à. vương thế chân vội vàng nói hắn đối với ý nghĩ của viên khắc định không thể đồng ý những năm này hắn vào nam ra bắc gặp qua lưu dân quá nhiều cũng gặp qua quá nhiều lưu dân dẫn phát bạo loạn cùng cướp đoạt đám người này sau khi mất đi gia viên ruộng đất tài sản và hy vọng cùng căn bản của mình bọn họ hoàn toàn đã không sợ hãi dứt khoát chỉ còn lại một mạng kéo dài hơi tàn bọn họ không có gì để mất tự nhiên là cũng không có gì phải sợ hãi mặt khác trong lưu dân cũng không phải đều là dân chúng trung thực không thiếu một ít người có kiến thức có giả tâm đầu cơ người như thế tính nguy hại quá lớn đồng thời lưu dân bởi vì tại kiến thức các nơi phong thổ nhân tình ấm lạnh nhân sinh về sau tâm tư đã không còn đơn thuần vương thúc ngươi lo lắng ta hiểu được ta cũng hiểu được bất quá mọi việc có lợi thì có hại lưu dân nguy hại cùng tai họa ngầm tuy rằng không nhỏ nhưng là chúng ta mời chào bọn hắn nhưng chỉ cần trả giá rất nhỏ đại giới chỉ cần để cho bọn hắn ăn uống no đủ là đủ rồi cái này đối với hiện tại mà nói không còn gì tốt hơn viên khắc định chậm rãi nói hắn hiện tại trong tay không có bao nhiêu tài lực vật lực, dựa theo bình thường chiêu binh mãi mã cần đại lượng quân lương. Đại thiếu gia, coi như là hiện tại cho cả lâm bọn họ sẽ theo ngươi tới nơi này, nhưng là đợi đến bọn họ có đặt chân nơi, lại không lo ăn uống, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể thỏa mãn vẹn vẹn chỉ là no bùng sao. Vương Thúc, tham gia quân ngũ cầm lương không có gì đáng trách, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, bất quá bọn họ dù sao cũng phải có bản lĩnh lấy được mới được, mặt khác tới trấn thứ sáu nơi đóng quân còn có thể sợ bọn họ phản thiên sao trong giọng nói viên khắc định mang theo sát khí như có như không xem ra đại thiếu gia đã hạ quyết tâm vậy được rồi ta phái một cái doanh binh lực theo đại thiếu gia đi thu nạp lưu dân bên ngoài thành phố rất nhiều lưu dân đang rộn ràng nhốn nháo hướng ra ngoài thành đẩy mạnh bọn họ phần lớn tóc rối bù cũng có chuyện trò vui vẻ đại thiếu nhân số không ít a à chúng ta phải sớm phòng bị. Bộ hạ của Vương Thế Chân nhắc nhở một tiếng. Từ, ta biết, bất quá ta nghĩ chỉ cần cho bọn họ một hy vọng, cuối cùng sẽ ổn định lại. Viên khắc định sau đó trực tiếp phái người chặn lưu dân lại. Mà đám này lưu dân rất hiển nhiên cũng là đã thấy qua việc đời, có lẽ bọn họ tại du đảng các nơi lúc, không biết bị trục xuất cùng trấn áp qua bao nhiêu lần. Đối mặt với binh mã và súng pháo của viên khắc định, phần lớn ánh mắt bọn họ dại ra, tuyệt đối không có ý sợ hãi để cho bọn họ náo loạn một chút đi viên khắc định nói xong liền đến một bãi đất trống chờ đợi các ngươi đi đường vòng không được vào thành nếu không giết không tha sau khi nhận được mệnh lệnh dẫn đội trực tiếp hạ lệnh chúng ta muốn vào thành muốn ăn uống các huynh đệ bọn họ muốn bức tử chúng ta a à? rất nhanh trong lưu dân liền có người dẫn đầu hô to lên mà người theo càng là mấy trăm Bất quá đại đa số mọi người đều ở tại chỗ đợi, tự hồ cảm xúc cũng không có điều động lên. Xin hãy tiếp nhận chúng tôi, chúng tôi muốn sống. Xông lên, vào thành. Người có tâm kích động, nhất thời rất nhiều lưu dân đã không tự chủ được bước đi. Viên Khắc Định lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, không thể trách hắn lòng dạ ác độc, quả thật là hành động bất đắc dĩ. Nếu hôm nay hắn nhân từ nương tay, có lẽ ngày mai chính là ngày hắn khai tiệc, dựa theo gia nghiệp viên phủ mọi người nhất định sẽ khen thức ăn không tệ. Bắt. Theo một tiếng ra lệnh của ống, các binh sĩ xông vào đám người đem người dẫn đầu khóa chặt toàn bộ giam giữ. Không đợi lưu dân kịp phản ứng, một tiếng súng vang liền kết thúc tính mạng của bọn họ. Lần này toàn bộ lưu dân đội ngũ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Lúc này không còn ai vung tay hô một tiếng, cũng không có ai kích động gây sự. Nhân tính cho phép, có thể bắt đầu rồi viên khắc định lại hạ lệnh mà quản đái nhân cơ hội nói rõ viên gia không đành lòng lưu dân tha hương nhưng đúng là bất lực nuôi sống toàn bộ cho nên nguyện ý tiếp nhận một bộ phận người trẻ tuổi cường tráng sung vào hiệu lực trong quân bảo đảm ăn mặc ở đi lại cái này xem như cho đám người này hy vọng sống sót bọn họ nhất thời hưng phấn lên đại thiếu gia đã bước đầu đăng ký gần hai vạn người Quảng Mang có chút mệt mỏi chạy tới, hắn một mặt muốn duy trì trật tự, một mặt còn muốn phòng bị lưu dân bạo loạn. Mà đám người này phù hợp điều kiện tự nhiên là có thể được tiếp nhận, mà không phù hợp điều kiện cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này. Cuối cùng đội ngũ lưu dân cứ như vậy bị phân chia. Nếu như lúc này có người dám tỏ vẻ bất mãn, chỉ sợ vừa mới đăng ký này hai vạn người sẽ đem bọn họ ăn tươi nuốt sống. Ai dám phá hư hy vọng kết thúc lưu vong của bọn họ? người đó chính là cừu nhân của bọn họ, sinh tử đại địch. Tất cả mọi người vất vả, đem những người này một lần nữa kiểm tra sàng lọc một lần, sau đó liền dẫn dắt bọn họ trở về doanh địa. Viên khắc định hài lòng nói, lần này binh nguyên đã có. Được, ti chức hiểu rồi. Quảng đái mặc dù có chút vất vả, nhưng cũng thập phần bội phục viên khắc định. Hắn càng hạ thấp thân phận của mình cam nguyện tự xưng ti chức. Dựa theo chức vụ và phẩm cấp trong quân, hắn cao hơn viên khắc định rất nhiều. Chính là bởi vì chuyện xử lý lưu dân lần này khiến hắn thấy được thủ đoạn cùng năng lực của viên khắc định. Mấy vạn lưu dân không có phản kháng, cũng không có tiến hành giết chóc quy mô lớn xua đuổi, giống như song phương ước định thành phối hợp bình thường. Đi thì đi, ở thì ở, trật tự ngay ngắn. ts Đổi mới đến, đánh giá phiếu phá 100 lại thêm càng, cầu hoa tươi lại phá 600 lại thêm càng, cầu hoa tươi cầu sưu tầm A. 008, viên đại đầu chấn kinh nhi tử là thiên tài, toàn lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 009, viên khắc định bức bách thanh đế thoái vị, kết thúc vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 010, chiêu mộ nhân tài đem phương chấn, mở rộng binh lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác